Một thông tin y tế đáng chú ý khác. Vụ ngộ độc botulinum là cụm từ mà chúng ta đã nghe tới trong thời gian gần đây, có liên quan tới các trường hợp ngộ độc như là ba tê chay hay là cá ủ chua. Và mới đây thì thêm 3 trường hợp nữa ở tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngộ độc chất này sau khi ăn phải giò lụa bán dạo. Rất may là nhờ có sự phối hợp của bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh cùng với bệnh viện đa khoa của khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, thuốc giải đã được đưa về kịp thời. Vào ngày 16 tháng 5, thì bệnh viện chợ rẫy của Thành phố Hồ Chí Minh cho hay cả ba trẻ đã được dùng thuốc BAT để giải độc botulinum. Sau một giờ truyền thuốc giải độc, thì các bé đều đã ổn định, không có biểu hiện bị phản vệ. Hiện thì tình trạng các bé đã ổn hơn. Các bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe sau 4 giờ một lần. Trước đó vào 9 giờ ngày 13 tháng 5, gia đình bốn người ngủ ở thành phố thủ Đức, gồm một người dì cùng với ba anh em ruột có mua chả lụa từ một người bán dạo không rõ nguồn gốc để ăn kèm với bánh mì. Sau khi ăn thì khoảng từ 12 giờ cho tới 18 giờ cùng ngày, cả bốn người đều bị đau bụng, ói và tiêu chảy nhiều lần. Tiếp đó xuất hiện những triệu chứng mệt mỏi, đau người và ba anh em yếu cơ dần đến ngày 14 tháng 5 cả 3 anh em được đưa vào bệnh viện di động 2 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng mệt lả các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp với chẩn đoán bị ngộ độc botulinum